Quý vị và các bạn thân mến, đây là nồi chim bố mẹ của Thao Cu Gáy ngoài miền Bắc. Thì về cơ bản thì cũng khuyến cáo các bạn lên nuôi những con chim nuôi non lên thì cái độ thuần nó rất là cao. Đấy, để con chim bố mẹ thì của nó thuần thì nó thường nó sẽ không bỏ trứng. Đấy, các bạn thấy nó đứng rất là hiên ngang, rất là bình bình thản và rất là thuần, cái cườm của nó rất là dày. Và đây là con chim gọng rất là hay. Đó. Thế nên có cái là có những điều mà trong thực tế thì một số những cái hình ảnh thì có thể là các bạn nhìn thấy Thao chia sẻ những cái clip và những cái hình ảnh nó rất là chân thực. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đón nhận những video mới. Thì đây là cái mô hình bán hoang dã của Thao Cu Gáy. Số điện thoại là 0163 530592. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái chủ đề tiếp theo là cái chủ đề về cho cái chim nó ăn nó uống như thế nào. Thì thực tế là cái con chim á, thì cái điều quan trọng nhất là các bạn không bao giờ được để thiếu nước. Thiếu nước thì ở đây thì có thể là cái nước uống sạch và cái nước để nó tắm. Con chim mà nó tắm được ạ thì nó sẽ hết cái giận ở trên người và nó sẽ cảm thấy khoan thai thoải mái, và ai cũng vậy thôi. Khi mình cảm thấy sạch sẽ khoan thai thoải mái thì tư tưởng mọi vấn đề là nó sẽ tốt và nó sẽ sinh sản nó ổn định. Nếu như nó ngứa ngáy giận mặt thì nó sẽ gì, nó sẽ lây sang con của nó và nó sẽ làm cho con của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào đấy. Thì những cái con chim như thế này là những con chim là cườm của nó là cườm vừng, và nó cái hàng cườm nó được xếp theo một cái quy trình rất là ngăn nắp và cái độ dày của nó rất là cao. Đấy, cái những con chim như này thường cũng được khoảng 3 năm rồi, nó cũng đã thuần, rất là thuần rồi. Đó, thì cái que bậu thì các bạn kiếm những cái que nó mang tính chất là lâu về thời gian. Ở đây thì mình đang cho bậu ở cái que bằng ống ống nhựa 21. Thì ngoài ra các bạn có thể đặt những cái que bằng tre. Đó, thì các bạn có thể là hình như là có một con chim nó gáy, đang tập gáy. Ok, thì các bạn có thể thấy là cái bậu này thì nó có nhiều cái kích thước bằng giới hạn của cái vòng chân nó ôm một một chút que to để cho nó mài móng. Nếu như con chim mà nó bậu mà nó que nhỏ quá thì cái móng của nó phát triển theo cái hệ của móng rồng. Và còn đặc biệt là các bạn lên trong chuồng thì các bạn lên để cát vàng, một chút đất mối, và đặc biệt là để một hai cái viên đá ong non vào đấy. Ngày xưa ta cứ nói là các cụ đi đánh đánh đá ong thì các bạn đi tìm đến những cái đất mà nó là cái đất đá ong non ấy, các bạn thả vào góc chuồng hoặc là trên nền chuồng thì con chim nó sẽ mài móng và nó mài mài mỏ và nó sẽ ăn những cái khoáng chất ở trong cái viên đá ong non đấy. Đây có thể là một cái bí quyết mà cũng có thể là một cái sự chia sẻ. Anh em nào biết rồi thì thôi, ai mà chưa biết thì có thể là qua clip này có thể là bổ sung thêm một cái vốn kiến thức về cái cách nuôi con chim cu gáy. Thì cái mình đang nói tiếp là cái máng uống ở đây, thì ở đây thì mình tận dụng cái máng uống bằng cái máng uống có cái cống. Cái cống này thì mình mua số lượng nhiều thì cũng khoảng 6.000, 5.000 đến 6.000 một cái. Cái cống bằng vàng này này. Và các bạn mua ở cái hàng hàng sắt vụn, hoặc là mua ở cái hàng những cái chai này là chai Fanta hoặc là những cái chai chai Coca. Những cái chai này thì cái cổ của nó sẽ vừa với cái gen của cái cống này.
Thì ưu điểm của cái cống này thì nó một cái cống này mà một đôi chim sinh sản nó có thể uống được hàng tuần. Thế thì cái cống này mình sẽ để nó vào cái chỗ bộ này. Thì chim nó rất khôn, nó uống những cái nước uống sạch. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể mua cái này mình cứ gọi tạm thời nó là cái khay đá. Cái khay đá thì các bạn dùng cái máng theo kiểu là máng treo. Các bạn ở đây thì mình đang dùng là 4 cái dây treo lửng nơ ở trong. Thì cái máng này ưu điểm của nó là nó sẽ hứng cái nước mưa ở ngoài trời. Cái máng này là thẳng từ trên, thẳng từ tay mình xuống đây này, là nó không có cái mái che. Thì nó sẽ cái nắng, nó sẽ nắng mưa, nó sẽ tự nhiên vào đây. Thì trong cái nước mà nó có nắng chiếu vào thì nó cũng sẽ có những một số những cái tổng hợp vitamin, và có những cái rêu, có những cái khoáng mà ở những cái ao hồ hoặc là ngoài thiên nhiên thì có. Mà cái tiếng 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 hót của con chim ấy thì nó cũng phần nào nó cũng phụ thuộc vào cái nguồn nước và cái sinh thái ở cái vùng mà nó đang sinh sống. Thì không cái gì bằng cái thiên nhiên các bạn ạ. Thì các bạn có thể để cho nó, khi các bạn muốn nuôi một con gì đấy nó muốn thành công thì các bạn phải nuôi nó, đưa về nó trở về gần quỹ đạo với cái ngoài thiên nhiên của chúng. Thì ở cái máng này thì các bạn có thể thấy là gì, nếu vô tình là cái máng này hết nước, nếu vô tình cái máng ở dưới nền đất này là hết nước thì nó sẽ có cái máng ở ở ngoài trời. Thì này nó sẽ không không bị hết nước, mà chim thì hết nước khoảng 2 ngày nếu không cho ăn uống thì sẽ chết. Nên một một mình nếu như chúng ta nuôi ít thì không sao, nhưng chúng ta nuôi nhiều, chúng ta không có cái phương án 2, phương án 3 thì có lẽ chúng ta sẽ bị thất thoát và thiệt hại. Đó, thì đấy là một cái chia sẻ thực tế của Thao Chim Cú Gáy. Đó, số điện thoại là 01 63 53 05 982 qua cái Zalo số trên và cái kênh YouTube là Vũ Văn Thao, hoặc là các bạn có thể search là chim cú gáy non hoặc là chim cú gáy hay, chim cú khách. Thì cái chủ đề của mình thì cũng vẫn bám sâu quan sát vào cái con chim cú gáy, con chim đa đa và một số các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc biệt từ Ba Vì, nơi mà quê hương của mình đang sinh sống hiện bây giờ. Kính chào các bạn, thì với cái như thế này thì mình đang là gì, cái ô chuồng của mình là ô số 95 ở cái dãy dãy 1. Thì mình sẽ có cái phần mềm trên máy tính và mình sẽ quản lý cái phần mềm này, là con chim này nó có cái thuộc tính ra làm sao, có cái tuổi đời ra làm sao, và cái thế hệ giọng bố giọng mẹ rồi giọng anh giọng cái thế hệ giọng anh giọng chị của nó đã ra rồi như thế nào, và cái quy trình nó sinh sản được bao nhiêu nứa để mình theo dõi được cái vòng đời của nó, cũng như là cái gen, cái dòng để mình tiếp tục nghiên cứu cái chủ đề con chim cú gáy. Thì các bạn có thể thấy là cái đây, các bạn nhìn thấy không? Nó đang gần đến cái chỗ cái cống nước nó uống. Chim rất khôn, nó bao giờ nó cũng uống nước sạch. Nếu như cái máng ở dưới này á thì các bạn có thể thấy là cái máng ở dưới đây này, nó là cái máng gọi là mình cứ tạm thời là cái máng tắm. Vì thông thường là chim bao giờ nó cũng nhảy xuống đất, nó đi và nó tắm ở cái khu vực dưới đất, chứ không bao giờ nó bậu trên một cái máng trung trương này nó nhảy vào tắm cả. Nên cái máng này thì các bạn có thể nghiêng một cái nó sẽ sạch đi, và nó sau một cơn mưa thì tự nó lại đầy. Lâu lâu mình đi qua khoảng một vài ngày mình thấy nó vơi vơi thì mình lại để những cái vòi nước như thế này, các bạn có thể xả vào những cái vòi nước như thế kia, những cái vòi nước đó. Thì đây thì cái hệ thống này mình đã được thiết kế từ lâu, là cái vòi nước là chạy vào xung quanh suốt cả những cái dãy như thế này, suốt cả dãy như thế này. Thì tiếp theo thì là cái không gian để mà nó đẻ. Thì các bạn thấy là đây là một cái tấm blô, và đây là một cái lưới đen. Thì cái tấm blô này có tác dụng là nó sẽ không bị ẩm trứng, không bị ướt, không bị rét trong những cái ngày mưa bão và trong những cái thời gian ấp và nuôi con. Thì cái tấm blô này nó có tác dụng là không 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 bị ướt và không bị mưa.
không bị ẩm trứng hỏng trứng. Còn cái lưới lưới đen này thì nó có tác dụng là chống nóng, nên là trong những cái buổi nắng chiều hoặc nắng sáng sớm của cả hai dãy thì các bạn thấy là gì, bao giờ cái tầm mép như thế này là nó sẽ chiếu chéo vào này thì cái nhiệt độ nó sẽ không bị chiếu thẳng vào cái khu vực nó đang ấp hoặc đang nuôi con, nó sẽ không làm hỏng trứng và nó sẽ không gì, nó sẽ không, con chim nó sẽ được an toàn và nó sẽ ra lứa tiếp theo. Và cái ổ đẻ thì thực ra là các bạn, nếu các bạn có điều kiện thì nên làm bằng cái rổ nhựa như thế này, hoặc là cái rổ nhựa ở trên đây đó, hoặc là rổ nhựa bên kia. Các bạn có thể thấy là ở với cái chuồng này của mình ấy, thì mình đang làm là bốn cái rổ rổ nhựa, bốn cái rổ nhựa. Và tại sao phải làm như thế? Bởi vì thứ nhất là hai cái nhổ nhựa dưới ấy, thì là thường là nó cũng sẽ tăng thêm cái diện tích mà cái tư thế để cho con chim nó bay, nó bậu, nó chuyền, nó nhảy vòng quanh cái này. Và cái xu thế bao giờ con chim nó cũng sẽ làm tổ ở cái chỗ kín và ở chỗ trên cao. Thế thì các bạn ở chỗ trên cao thì các bạn nên kiếm những cái ở đây thì mình hay dùng những cái, nếu như được thì các bạn có thể lấy những cái sợi cước, sợi tọng, những cái khi mà các bạn vót lan tre thì có những cái cọng cọng của con quăn, hoặc là có những cái cọng 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 ngoài thiên nhiên thì nó thích, rất thích những cái lá thông, đúng không, lá tùng, lá thông, các bạn có thể là lấy cái đấy vứt vào cái khu vực trong chuồng, thì khi đến lúc nó căng trứng nó sẽ suy sản thì nó sẽ cắt lên và nó quấn ổ, nó sẽ ở nặng ổ, đây là đang quấn ổ bên kia, thì thường là nó sẽ ở hai góc trên của hai bên này, thì khi mình bắt con ở bên này thì có thể là một thời gian nó lại sang bên này nó đẻ, lâu lâu lại sang bên này. Nếu cái bản tính của nó là khi bị phát hiện thì nó sẽ thay đổi cái vị trí đẻ, nếu như chúng ta bắt kinh nghiệm mình nó bắt vào buổi ban đêm thì thường là nó cũng sẽ không bỏ ổ, mà con nào nó đã nuôi ở cái ổ nào, cái tư thế ổ nào nó rất là khéo, con nó sẽ không bị rơi xuống, hoặc là nó có cái hơi đấy rồi, nó có một cái gì đấy nó gọi là đã rồi, đã từng đã quen rồi thì là rất là tốt. Ngoài ra ở cái chỗ này thì mình để một cái tấm bờ lô nó rộng ra một chút như thế này, thì bởi lẽ là mình để lúa như thế này, với cái máng để lúa như này thì ưu điểm là các bạn có thể là vài ba ngày các bạn mới phải ngó đến. Thế thì các bạn ngó đến thì cái máng lúa như thế này thì các bạn có thể là kiểm tra xem là nó có ăn hết hay không, và cũng không nên để nhiều quá, để nhiều quá thì có thể là lâu lưu cữu. Thì là có một cái số lưu, một cái lưu ý là các bạn dùng cái lúa mà để ra ngoài mà bị ướt thì con chim nó sẽ không ăn, lúa ướt là chim không ăn, cái giống chim này như vậy. Và đặc biệt là những cái lúa rơi 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 mà nó lẫn với phân thì nó có cái độ hôi húc húc và hôi, chim cũng không ăn. Nếu như rơi thì các bạn cứ để hẳn ra ngoài ngoài trời ạ, có thể là nó hơi mọc mậm, nó hơi nứt nứt hạt lúa, cái đấy là bổ sung canxi cho con chim rất tốt. Các bạn lưu ý là một cái tố chất như vậy. Thì ở cái không gian như thế này của mình nó mang tính chất là hoang dã, hoang dã, bán hoang dã, thì cây cỏ hoa lá nó mọc tự nhiên trở trong và con chim nó cũng trở về với đúng nguyên bản của nó ngoài đời. Và đặc biệt là trong này thì có những con giận, con côn trùng, con mạt, nó cũng là một những cái thành phần. Chim cu gáy nó không phải là không ăn động vật nha các bạn nhé, nó ăn nếu như được trong trong cái chuồng này các bạn thắp những cái bóng ngủ, có thể là những cái hôm giờ giờ là những con mối, những con cái bướm cánh nó sẽ bay vào không trong cái ánh sáng đấy, và những con nào nó thiếu chất đạm thì nó sẽ xuống nó ăn, nó vẫn ăn côn trùng như bình thường. Đấy là một cái điều tiết lộ với các bạn như vậy, tiết lộ với các bạn là như vậy. Thế thì những cái mô hình là nay mình chia sẻ như thế, hy vọng rằng các bạn có thể nắm bắt được cái ấy. Thì đấy, chim của mình thì rất là thuần các bạn nhé, đây là những con nó rất là thuần, nó rất là thuần, mặc dù mình đứng gần như vậy thôi, rất là thuần. Đấy, địa chỉ của mình là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, rất hân hạnh nghênh đón
tất cả các quý các bác anh chị em có thể đến tham quan hoặc là tìm đến để mua những con chim giống hoặc là những con chim khu mồi, con chim khu khách hoặc là những con chim đa đa hoặc là những cái sản phẩm mà mình đã đăng ở trên cái kênh cá nhân của mình. Đấy thì cái con chim này thế thôi, nó rất là thuần, các bạn thấy không? Nó rất là thuần. Mình có thể sờ vào người nó được. Kia là bác công nhân, một công nhân, và dưới kia là một công nhân nữa. Thì với cái trại chim này là mình cũng rất là quy mô, rất là lớn, nên ra là thường mình cũng phải mướn các chị các bác là giúp việc dọn dẹp và có những cái việc quan tâm thay thế một phần nào cho mình. Thì về cơ bản thì kỹ thuật thì mình vẫn luôn luôn sát sao, một ngày lúc nào mình bỏ ra khoảng 3 tiếng để nghiên cứu và để quan tâm đến cái con chim của mình. Đấy, muốn làm cái gì thành công thì đều phải săn be, đều phải quan tâm một cách kỹ lưỡng. Đây là cái ổ đẻ của nó, đó các bạn nhìn thấy chưa, nó cắp rác này. Đó. Đó. Thì đây là cũng như cái máng nước và đây cũng là những cái cống như thế, thì các bạn có thể thấy là rất là quy cơ bản. Đấy. Đây là cơ bản. Nếu các bạn trồng những cây tự nhiên, cây rau dền như thế này thì một là nó sẽ là rau sạch, hai là sẽ là cái bóng mát để cho cái con chim nó phát triển. Trên này là những cái dàn mướp, dàn bầu, nó cũng rất tự nhiên. Và đặc biệt các bạn làm cái lưới nhỏ này thì không có chuột tấn công vào trong khu vực của chuồng chim, rắn cũng không thể vào được. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể nuôi một vài con gà. Con gà, gà này thì nó là cái giống gà đen, một trong những giống gà bây giờ mình đang muốn tái tạo lại. Thì một trong những cái yếu tố mà mình muốn chia sẻ với các bạn là cái phong lan và cái con chim đó. Hiện bây giờ là ở vùng quê khác thì mình không biết, nhưng mà ở cái quanh quanh mình đây thì cũng có cái một số những cái trường hợp là bị mất trộm rất là nhiều. Thì cái phong lan bây giờ có xu thế người ta cũng chơi dùng rất nhiều, con chim thế thôi, con chim các bạn để lồng để hè lắp camera, và cũng có người bạn mình kể là cũng bị mất. Thì chính vì cái công tác chống trộm để bảo vệ cái tài sản của mình rất là quan trọng các bạn ạ. Đó thì một trong những cái công tác đó là các bạn dùng cái một vài người bảo vệ. Và mình ý mình muốn nói ở đây đó là những con chó. Thì ở đây thì mình dùng 4 cái chuồng chó. Đó, ở dưới đó thì cứ cách nhau khoảng 30 mét thì mình nuôi một cặp chó để vào cái lồng như thế này. Ở giữa cái dãy chuồng chim thì cái chó này nó sẽ báo động, nó sẽ trông cho gác cho mình. Các bạn thân mến, đây là cái nhà gác của mình. Đây là cái nhà gác. Cái nhà gác này thì mình đầu tư ra cũng tương đối và cũng làm rất là công phu. Đó, thì cái nhà gác này là được làm ở trong khu vực giữa cái vườn. Thì cái nhà gác này thì một là mình có thể là những cái hôm mình có thể là ngủ nghỉ và mình có thể là nghiên cứu sổ sách, rồi có thể là vào mạng. Đây thì mới lắp cả camera và wifi ở đây. Thế thì cái nhà gác này thì nó cũng về cơ bản thì các bạn làm chắc chắn nó được bền. Cái nhà này thì mình làm nó cũng chi phí cũng khoảng chục triệu. Đó, mình để những cái này để những cái máng, để những cái thứ mưa nắng nó không hắt vào. Có thể là trồng rau mầm ở đây. Đó, đây là những cái cây rau sạch. Thì ở đây thì mình sống theo phong cách là người thật của thật, rất là dân dã, hoang dã, và những cái đặc sản cuộc sống rất là đơn giản nhưng mà rất là thật,
không có hóa chất, không có độc hại, không có gì cả. Đấy, các bạn có thể yên tâm là đến với cái đất miền quê Ba Vì quả là có những cái đó, thì các bạn yên tâm là cái mình cũng sẽ tiếp tục, mình sẽ chia sẻ những cái thực tế. Cái kênh của mình là nó mang tính chất là thực tế, mình cũng không có cái gì giấu các bác ạ. Đó, rất là thực tế đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy con chim này đang ấp chưa? Đó, nó ấp đó. Con chim này nó là con chim đang ấp thì rất là tốt thôi. Thế thì đây là camera. Đó. Còn khu vực nuôi thì các bạn cứ phải đánh số ghi sổ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 20 phút cũng đã trôi qua, thì bây giờ mình cũng phải đó. Các bạn nghe thấy tiếng chim giọng thổ cái chưa? Đó, 20 phút đã trôi qua, thì các bạn có đăng ký kênh hoặc là có nhu cầu tư vấn về cái chủ đề về con chim cu gáy, hoặc là muốn giao lưu đặt hàng, thì mình cũng sẽ cùng các bạn đi đến đích chân trời của cái con chim thân thiện này. Một trong những thế hệ trẻ, mình tên là Thao, năm nay mình cũng tầm 40 tuổi rồi. Mình cũng có gia đình và có cuộc sống riêng của mình, nhưng mà cái niềm đam mê lớn nhất của mình đó là con chim cu gáy. Con chim cu gáy thì nó rất là thân thiện, nó cũng đem lại niềm vui, đem lại cuộc sống cho mình. Mình cũng bán cái chim ra thị trường, chia sẻ, giao lưu với các bác rất là nhiều. Một phần lãi suất thì mình cũng đã tái đầu tư, một phần lãi suất tiếp theo thì mình cũng có thể mua lúa, mua những cái thuốc và nghiên cứu thêm về cái chủ đề con chim cu gáy này. Bởi vì cái ngoài thiên nhiên thì càng ngày nó cũng càng khó khăn và cạn kiệt. Thì một trong những cái thế hệ trẻ mình luôn luôn là tìm tòi và duy trì bảo tồn cái giống chim này. Nó cũng rất là thân thiện. Nó đó, đây là những chú gà. Đó, đó, nói rồi, đây là những chú gà. Gà này thì nó mang tính chất là nó cũng có chút lai lai gà rừng. Con trống của nó là con gà rừng. Đó, thì nó sẽ nhặt nhạnh những cái núa rơi vãi ở tận dụng những cái núa rơi vãi ở trại của mình, rồi các bác cho ăn, rồi cho ăn thức ăn, nhiều khi là nó cũng có những cái sự dư thừa vương vãi. Đấy, thì đây là cái mô hình các bạn làm chuồng chó. Chuồng chó ở đây thì các bạn làm cao khoảng 60 để gạch như thế này. Nếu mà được thì các bạn để một cái bát nước vào đây để cho nó kiến nó khỏi lên. Đó. Không thì các bạn làm thì cao 1 mét, dài 2 mét và rộng 1 mét, tổng thể nó được 2 mét khối. Và các bạn làm lưới mắt cáo như thế này. Đó, các bạn lưới mắt cáo, và các bạn chỉ cần hàn những cái que như thế này thôi, nhưng mà nhớ là các bạn phải sơn vào nó rất là bền, thì những cái mắt này các bạn không phải đính nữa. Và các bạn xếp cho ba tấm bơ lô lên trên, thì những con chó này là những cái chú bảo vệ trung thành nhất. Nếu các bạn có thể là nuôi từ con thì nó sinh sản ra thì con của nó thì các bạn có thể lấy bán con của nó hoặc nuôi lại. Nếu bán thì các bạn có thể là lại mua cho nó ăn cám, ăn cơm để nó bảo vệ cái đàn chim của mình. Đấy là cái mô hình của mình là như vậy. Mình còn phải tái đầu tư, còn phải duy trì thì cái an ninh của mình nó rất là tốt. Ở đây thì mình có xung quanh là bán kính xa, mình đã có cái sự rào chắn rồi, và mình đã có cái công nhân canh gác gần như 24/24, lúc nào có người ngủ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chòi của mình đây. Đó, mình có thể chụp cái chòi này một chút. Đó, cái chòi này của mình thực ra là nó rất là chắc chắn và lúc nào cũng có người làm, lúc nào cũng có người canh gác ở đây. Kể cả mình có đi công tác, đi du lịch thì chim của mình lúc nào cũng có người chăm sóc. Đó, các bạn thấy không? rất là hoang dã. Thì đây là những cái con chim mà nó biết ăn, biết tự lập rồi, thì mình cũng thấy là nó rộng rãi mà nó hoang dã như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là hoang dã thôi. Nó đây là những cái mình cứ hiểu như đây nó như một cái ruộng mạ. Bởi vì các bạn thấy không, khi các bạn để như thế này nó có cái bóng cây xanh,
nó có cái sự hoang dã như là cái ruộng lạc, ruộng ngô, ruộng mạ, thì con chim nó cũng thích nhặt nhạnh những cái con bọ, con côn trùng ở những cái hạt lúa còn đang cương cứng mà nó đang có cái khả năng mọc mậm, thì đấy là cái hạt lúa rất có giá trị. Nếu như các bạn mua cái lúa nó không tốt, các bạn để ra ngoài này thì nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ được rửa sạch, được được tẩy rửa qua một chút cái hóa chất. Nên lưu ý các bạn không nên mua cái lúa mà nó theo kiểu là nó bảo quản về 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 mọt hoặc là về về mốc, húc, thì những cái như thế này thì mình còn thiết kế cho cả cái chỗ chim nó tắm và nó ăn ở dưới đất. Thì cái khu vực này thì thường là mình cũng nuôi những con chim nó dở dang, nó bánh tẻ, bao giờ nó trưởng thành đủ cườm thì mình sẽ ghép để vào những cái chuồng bố mẹ tiếp theo. Đấy, cái hệ thống điện của mình thì được nắp 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 suốt ở đây, rất là nhiều 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 cái đó, thì các bạn yên tâm là mình sẽ chia sẻ ở đây thì có chim muông, cây cỏ, hoa lá, cuộc sống thật là đẹp. Mình lúc nào cũng cảm thấy là có cái hạnh phúc khi mà được ở trên một cái miền quê nó trong lành và nó rất là ý nghĩa như vậy. Thì kính thưa các bạn, thao chim cú gáy, không biết nói gì hơn.